chiều ơi, nắng chiều dần buông khắp nơi. Cái kia tím tím là rau muống đồng, còn cái này không biết rau muống gì nữa, nhưng mà nó màu trắng, không biết kêu rau muống gì. Ủa, này cây rau muống là nó ra bông vậy? Nước hơi khúc này chỉ có mấy cái hồng. Một dòng sông nước xuôi ngược hai mái chèo. Tình mình tuy nghèo mà mơ ước tác càng biển đông. Thương mến thêm măng nồng, chờ ngày mai cây lúa đơm bông. Hai đứa mình yêu thế hả? Tại phải ai ai sợi hả? Kẹo thôi, hãy phải ai sợi chứ. Đâu rồi cái cá nón à? Có hộp ban anh đại hộp không? Hộp ban bông mướp sao mấy sao thầm đá đôi chờ bàn tay dương sao phải lại với đôi chờ dương ca ca là tư nhất á. Anh đại hộp mới này anh đang thắt cái hộp ban nào giống từ lũ nó thằng tay. Chiều là chiều ơi, nắng chiều dần buông khắp nơi. Từng bầy chim tung cánh bay về cuối trời. Một đàn mục đồng ngồi vắt véo trên mình lũ ở đây rồi, coi như là thu hoạch xong là bỏ luôn, bỏ hoang luôn, cho tới khi nào có mưa mới bắt đầu làm lại. Này đang móc cua để quay cái cảnh móc cua. Nó ba nhóc cái này. Bên mái nhà tranh một hàng dừa cao soi bóng bờ ao. Đây nắng đẹp quê ta, đây mối tình nở hoa. Vang tiếng cười gần xa, lòng người phơi phới nắng mưa chan hòa. Đường chiều mở đây, lúa vàng ta gánh về. Thẳng băng cây này cũng 40 năm, nhớ hình như là trồng rồi mới giải phóng. Như bức tranh tuyệt vời, đồng quê nó ấm muôn đời. We'll be right back.
Cái này là cái bẹ mà người ta cúng. Ta cúng đất đai, cúng cô hồn mà. Ta để đồ ăn thuốc uống ở trong đó rồi ta cúng. Ta đem ra ngoài đồng ta bỏ. Có nhiều người ta bỏ ngoài, thả trôi dưới nước. Hoặc là có nhiều khi ta để ở góc đường nào, chỗ quang vắng, như kiểu như cúng cô hồn. Mình tuy nghèo mà mơ ước tác càng biển đông, thương mến thêm măng nồng, chờ ngày mai cánh lúa đơm bồng. Hai đứa mình yêu nhau, xây đắp mộng mãi sau. Mùa này ta cắt lúa xong rồi đồng nó trống, ta thả bò cho bò nó ăn rong ở trên trên đồng, ăn cỏ trên đồng. Cái này là cái giếng làng, cái này là cái giếng, giếng này nước trong mà nước nó ngọt, ở giữa đồng. Ở khúc này là tôi kêu cái làng Tập Ben Tra ở bên An Tức rồi. Cái bè này người ta cúng, người ta làm bằng cái chuối. Ta để thức ăn trống mình, ta đốt nhang, người ta đem ra, người ta bỏ ngoài này nè. Mà thường người ta làm cái này á, là thường là người ta thả dưới nước. Sau ở đây là người ta bỏ ngoài đồng mà. Có thằng nhóc này chơi thả diều một mình. Nhỏ này đem diều mới ra. Đồng nó tiêu. Tuyệt vời, quê nó ấm muôn đời,
bức tranh tuyệt vời đồng quê non. Sông